Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã gần 2 năm nay, thiệt hại về tính mạng con người và tất cả các hoạt động kinh tế xã hội khó có thể đong đếm được. Đối với tỉnh Lào Cai, lĩnh vực nông nghiệp cũng chịu tác động không nhỏ, đó là các chuỗi nông sản chủ lực của địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Việc nhận định rõ những thách thức, xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời, sát thực sẽ giúp địa phương giảm nguy cơ đứt gãy hoặc mất hoàn toàn các chuỗi cung ứng nông sản. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong một câu chuyện tỉnh ta hôm nay với phần trình bày của anh Minh Đức. Cảm ơn chị Lê Quyên. Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch thứ tư này đang để lại nhiều hậu quả đối với lĩnh vực nông nghiệp của Lào Cai. Thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy dịch bệnh COVID-19 đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 20 doanh nghiệp, hợp tác xã. Đây là những đơn vị trực tiếp tham gia vào các chuỗi nông sản chủ lực của tỉnh. Giá vật tư đầu vào chủ yếu là phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng quá cao, khiến nhiều nông dân, nhất là nông dân chăn nuôi lợn và gia cầm khó có thể duy trì đàn vật nuôi. Giá rau xanh giảm từ 20 đến 30% so với cùng kỳ. Đó là những con số tổng quát nhất về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới nông nghiệp của Lào Cai. Quý vị sẽ thấy rõ hơn những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của đại dịch này bằng những câu chuyện cụ thể sau đây. Giá lợn hơi tại thời điểm này đang ở mức khoảng 32 đến 33 ngàn đồng mỗi kg, giảm hơn một nửa so với đầu năm. 220 con lợn đã đạt trọng lượng xuất bán, giờ vẫn phải nuôi, khiến gia đình này tiêu tốn khoảng 10 triệu tiền thức ăn mỗi ngày. Giá thành sản xuất của chúng tôi là ra giá 54. Nếu mà nó cứ tình trạng này kéo dài, khi cái biểu nó lên đến 130 thì buộc phải xuất. Mà xuất thì nó cũng sẽ lỗ khoảng tương đối nhiều tiền. Giá này chúng tôi vẫn phải bán là vì nó còn phụ thuộc vào cái tuổi của con lợn. Chứ khi mà để đến quá biểu quá sai thì chưa chắc thị trường đã chấp nhận được. 80% nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phải nhập khẩu. Cũng do dịch bệnh, nguyên liệu không thể nhập khẩu, thiếu nguyên liệu sản xuất đã đội giá thức ăn chăn nuôi trong nước ở mức cao. Ở lĩnh vực sản xuất khác, sản phẩm chè búp đã qua chế biến của công ty cổ phần Phong Hải hiện vẫn đang còn tồn kho khoảng hơn 300 tấn, giá trị khoảng 14 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá thuê container vận chuyển quá cao. Sản xuất ra thì hàng tiêu thụ khó khăn trong cái khâu vận chuyển, cước vận tải bộ cũng như cước vận tải biển là tăng lên so với các năm trước. Nhiều chuỗi nông sản của Lào Cai đang đứng trước nguy cơ đứt gãy nếu không có giải pháp kịp thời. Thực trạng này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cả chục nghìn hộ dân của tỉnh không có hoặc thu nhập giảm sút đáng kể khi mà chủ sở hữu sản phẩm không có hoạt động kinh doanh. Không lùi bước trước khó khăn, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã, hộ cá nhân đã tìm được những giải pháp để thích ứng với dịch bệnh có nguy cơ kéo dài. Của dịch, nhưng mỗi ngày hợp tác xã nuôi trồng chế biến thủy sản cá hồi, cá tầm Thức Mai, thị xã Sapa vẫn cung cấp ra thị trường cả tấn sản phẩm từ cá nước lạnh. Chế biến sâu các sản phẩm, áp dụng công nghệ số trong tiêu thụ là những điều kiện để sản phẩm chế biến được nhiều người tin cậy. Có tem này thì khẳng định thương hiệu riêng là cá Sapa nó riêng, nó có tem truy xuất nguồn gốc riêng. Cho nên là bán các trang mạng cũng dễ hơn như là Shopee, Lazada thì khách hàng đặt nhiều hơn và các siêu thị hệ thống họ gọi đến nhiều đặt hàng nhiều hơn. Tỉnh đã có mở một số lớp tập huấn về cách bán hàng trên mạng, truy nhập vào các cái trang cho nên là tôi mới biết được về cách bán hàng. Sáng tạo trong kinh doanh, tận dụng mọi thời cơ để tiêu thụ sản phẩm ngay giữa đại dịch, nên 200 tấn sản phẩm từ quế đã được hợp tác xã quế ông Sáu Tâm Hợi xử lý lại theo yêu cầu của đối tác để xuất khẩu. Đồng thời xuất khẩu kèm theo một số mặt hàng khác để sử dụng tối đa trọng lượng cho phép của mỗi container. Một công đấy có thể phải bán lẻ cho rất là nhiều cái khách hàng nhỏ lẻ, yêu cầu là chế biến ra nhiều cái mặt hàng, tập huấn cho bà con là tự sản xuất tại gia đình, tăng cái thu nhập, giúp cho bà con có tăng thu nhập và đảm bảo cái lượng hàng, cái chất lượng của hàng hóa và sẽ có kế hoạch là thu mua cho bà con. Về lâu dài, để ứng phó trước tác động của đại dịch thì cần xây dựng các chuỗi cung ứng bền chặt, có hợp đồng, sản xuất theo đơn đặt hàng. Vấn đề được ưu tiên hàng đầu là phải sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn để sản phẩm luôn có chỗ đứng ổn định trên thị trường. Chúng ta phải tập trung phát triển cái cơ sở chế biến để mà chúng ta tạo ra những cái sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu quốc tế, tiến tới là sản xuất theo yêu cầu của thị trường mà chúng ta phải vươn tới thị trường quốc tế, những thị trường cao cấp. Dịch bệnh COVID-19 còn có thể diễn biến phức tạp và kéo dài. Vì thế, có các kịch bản để ứng phó là cần thiết, giúp cho nông nghiệp Lào Cai phát triển ổn định trong giai đoạn tới. Trong cơ cấu tổng sản phẩm địa phương, GDP của tỉnh Lào Cai, ngành nông nghiệp chiếm 14,09% theo thống kê năm 2020.
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã làm tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này sụt giảm đáng kể. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương cần hướng dẫn người nông dân chuyển đổi theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường hoạt động chế biến sâu, đa dạng sản phẩm, tập trung vào các mặt hàng dễ tiêu thụ. Đây chính là điều kiện để chúng ta vượt qua cơn bão đại dịch, khôi phục sản xuất để phát triển ổn định. Hy vọng rằng việc thích ứng với đại dịch, tích cực tìm hướng đi mới trong khó khăn sẽ giúp cho nông nghiệp Lào Cai có cơ hội bứt phá vươn lên sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Xin cảm ơn phần trình bày của anh Minh Đức.